Mến chào các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Khép lại chủ đề thứ ba, chúng ta cùng bước sang chủ đề thứ tư, đó là phần môn vẽ thêm mẫu. Với chủ đề là mẫu có hai đồ vật. Và bài đầu tiên chúng ta học về chủ đề này đó chính là bài số 10, vẽ theo mẫu cái cốc và quả. Thì ở những bài vẽ theo mẫu, chúng ta sẽ lần lượt theo các tiến trình như sau. Thứ nhất là phần chúng ta sẽ cùng quan sát nhận xét bậc mẫu. Thứ hai là chúng ta sẽ ôn lại các bước vẽ theo mẫu. Và cuối cùng là phần chúng ta thực hành. Ở phần quan sát nhận xét, cô mời các em cùng quan sát hình các cốc ở bên dưới và cho cô những cái nhận xét về hình dáng. Ví dụ như là những cái cốc này có dạng hình gì, cấu tạo gồm có mấy phần, rồi chất liệu của từng cốc theo mấy em là những cái chất liệu gì và màu sắc của cái cốc như thế nào. Chúng ta sẽ cùng quan sát và trả lời những cái câu hỏi của cô để chúng ta nắm được đặc điểm của vật mẫu ngày hôm nay chúng ta vẽ, đó là cái cốc. Tiếp theo các em hãy cùng nhìn vào vị trí của ba cái ly đầu tiên, thứ nhì và thứ ba và cho cô biết các em có nhận xét gì về vị trí của từng cốc so với đường tầm mắt của mình. Ví dụ chúng ta đã học về đường tầm mắt là dưới đường tầm mắt, ngang đường tầm mắt và trên đường tầm mắt. Vậy thì vị trí của cái cốc nào là ở dưới đường tầm mắt, vị trí của cái cốc nào là ngang đường tầm mắt và vị trí của cái cốc nào là trên đường tầm mắt. Để khi chúng ta vẽ thì chúng ta sẽ biết được vật mẫu nằm trên, dưới hay ngang đường tầm mắt mà chúng ta vẽ cái cốc sao cho phù hợp. Vật mẫu thứ hai chúng ta sẽ vẽ trong bài hôm nay đó chính là quả. Và quả của lựa chọn của chúng ta đó là những cái loại quả có dạng hình cầu. Vậy thì bây giờ cô mời các em cùng nhận xét những cái đặc điểm của quả. Ví dụ như là quả có cấu tạo gồm mấy bộ phận, hình dáng, màu sắc của quả. Hình dáng, màu sắc của quả như thế nào? Chúng ta cùng quan sát từng quả và nhận xét để chúng ta lựa chọn ra được cái quả nào mà chúng ta cảm thấy ưng ý nhất và có thể vẽ vào trong bài cái cốc và quả. Mời các em quan sát và nhận xét. Các bước vẽ cái cốc và quả thì nhắc lại một chút. Đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ phát khung hình chung của hai vật mẫu. Ví dụ ở đây chúng ta thấy hai vật mẫu này chúng ta có thể quy vào hình chữ nhật nằm ngang nè. Rồi sau đó vẽ phát khung hình riêng từng vật mẫu. Cái ca chúng ta có thể quy vào hình vuông hoặc là chữ nhật nằm ngang một chút vì nó có cái quai. Còn quả cam cũng vậy, chúng ta sẽ quy vào hình chữ nhật nằm ngang. Sau khi vẽ phát khung hình chung và khung hình riêng, chúng ta sẽ tiến hành vẽ phát nét chính ở hình B, hình 2B. Và hình 2C. Sau đó chúng ta sẽ vẽ phát chi tiết. Đó, vẽ chi tiết. Đó là hình 2D. Và cuối cùng là bước chúng ta vẽ đậm nhạt cái cốc và quả. Thì vị trí của cốc và quả này chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên lựa chọn để làm sao cho cái quả của chúng ta nó đặt gần với lại cái cốc, chút che một phần của cái cốc thì nó sẽ đẹp hơn nha các em. Đó là các bước vẽ. Thì các bước vẽ này sẽ giúp cho chúng ta vẽ được những cái vật mẫu cho nó gần giống mẫu hơn nếu chúng ta thể hiện theo từng bước như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chọn cái cốc. Thì bạn nào thích chọn cái cốc nằm ngang đường tầm mắt thì chúng ta sẽ vẽ cái cốc đầu tiên. Và nếu chúng ta chọn vị trí nằm dưới đường tầm mắt vừa phải ít thôi thì chúng ta chọn cái cốc thứ ba cuối cùng.
Và nếu mà muốn thấy được cái phần miệng nhiều hơn thì chúng ta chọn cái cốc ở giữa. Vì cái cốc của chúng ta có dạng hình trụ, cho nên là nếu như mà miệng cốc nằm ngang như hình số 1 thì phần đáy cốc vẫn là đường thẳng nằm ngang. Còn nếu như mà miệng cốc thấy được nhiều như thế này thì ở trên miệng cốc cong bao nhiêu thì bên dưới phần đáy cong bấy nhiêu. Hoặc là tương tự như vậy cho cái ly, cái cốc mà chúng ta thấy phần miệng ít thì nó hơi cong, thì ở bên dưới cái phần đáy chúng ta cũng thấy là phần đáy nó cũng hơi cong theo, chứ nó không nằm ngang. Tiếp theo chúng ta cùng chọn những cái quả có dạng hình cầu như cô đã đưa lên hả? Cách bày mẫu để có những cái bố cục đẹp thì chúng ta lưu ý giữa hai cái mẫu này thì theo mấy em thì mẫu nào là đẹp để chúng ta có thể vẽ, hình thứ nhất và hình thứ hai em có thể lựa chọn, và cái nào mà chúng ta thấy được là vật lớn vật nhỏ che một phần của vật lớn và thấy được vẻ đẹp của cả hai vật thì chúng ta sẽ chọn nó, vì nó là một dạng bố cục đẹp. Ở phần thực hành chúng ta sẽ cùng vẽ theo mẫu cái cốc và quả. Riêng đối với bài này thì các bạn có thể vẽ vào trong tập, và bạn nào vẽ được đậm nhạt thì tốt, còn nếu không thì chúng ta vẽ ở cái bước gọi là vẽ hình, hoàn thành cái bước vẽ chi tiết là được rồi. Vì để chúng ta tập gọi là vẽ phác thảo trước, để tuần sau chúng ta sẽ chọn bài lọ hoa và quả để chúng ta vẽ luôn. Nên mấy bạn có thể vẽ vào trong tập cái bài cái cốc và quả này trước. Đây là một số những cái hình cô sưu tầm được cho các em tham khảo về cách thể hiện độ đậm nhạt trên cái cốc và quả. Đó, vị trí đặt mẫu thì chúng ta thấy là tùy theo ý thích mà chúng ta đặt vị trí khác nhau, và tùy theo cách đặt mẫu mà chúng ta để tờ giấy có bố cục ngang hay là dọc sao cho phù hợp. Ở đây chúng ta cũng thấy đối với hai vật mẫu và ba vật mẫu cũng vậy, chúng ta cũng phải đặt sao cho thấy vật nhỏ che một phần của vật lớn để bố cục của chúng ta nó cân xứng. Về phần hướng dẫn về nhà, yêu cầu các em chúng ta hoàn thành bài ghi và vẽ cho cô phát được cái phần hình của bài cái cốc và quả vào trong tập. Chuẩn bị cho cô bài tiếp theo, đó là bài vẽ theo mẫu lọ hoa và quả. Dụng cụ chuẩn bị vẫn là tập ghi, sách giáo khoa với vẽ A4, bút chì và gôm. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn các em vào tuần sau.